2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bồ Đào, bên lưu viên tàu lão chào với đào Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tô Ly. Đây là sân của Lam Trảng Bàng và Bùi Thanh Tâm, ngã ba Trảng Bàng chạy về hướng Lộc Giang khoảng tầm 3-4 km. Phía trước gặp cây cầu, còn sơ bên trái là karaoke Trung Chỉnh, quẹo vô 100-200m là gặp sân Lam Trảng Bàng. Các bạn, các bạn nào có ý quý thì ủng hộ Lam, sân của Lam Trảng Bàng và Bùi Thanh Tâm. Còn đây là kèo solo, một bát rầu dội, hai cầu thủ lần đầu tiên gặp nhau. Bên kia là hậu của Trảng Bàng Tây Ninh, một trong những cầu thủ đang rất lên đầu dò, rất ghê gớm. Còn bên đây là Khánh Mơm đến từ Long Tân Hiệp, Long Thành Đồng Nai. 2-1. Hai bên phát bắt đầu và một cái ổi. Đấy. Kèo này 5 gói, quá hay cái dò. Bông tốt, giật dây được có cái. Hai đều. Hai đều. Các bạn hãy xem cầu thủ này, hai cầu thủ rất ghê, đầu dò một cái quá hay. Đầu Khánh Mơm không đội qua lưới, ủi vô lưới chơi. 3-2. Các bạn nào lại Trảng Bàng sẽ gặp hậu, hậu sẽ tiếp hết, đầu dò một cái ủi. Quá ghê cho Khánh Mơm. Một pha trả một cái quá ghê. 3 đều. 8 điểm tới. Các bạn nào có gần xa hãy đến đây, hậu Trảng Bàng sẽ tiếp hết, đầu dò một cái ổi phát vào đầu. Bên đây còn 2 gói. Bên đây còn 2 gói. 3 đều. Lại là hậu ổi không qua lưới rồi. 4-3. Năm ba. Dương Tâm hoặc đâu cũng được mà. Còn con đang ở dài à? Con đang ở dài à? Hả? Con Duy Ngực hả? Mà đang chẳng đặng mấy giường rồi? Hai giường rộng lắm. Ý là con đang 2 giường đó phải không? Hả? Con giường hot seat nó đang thơ mô. Đang tí được. Gần đây không? Đây nè, ngã ba nè. Khách sạn cao nút đó. À, chưa để tí chú là ở không được. 6-3. Một pha trả quá đòn quá hay của hậu. 4-6. 8 điểm tới hậu ơi. Mở máy hậu ơi. Dò gà cho hậu. Dò gà quá hay. 5-6. Các bạn nào gần xa không biết ai là ai cao thủ, đến đây hậu tiếp hết, đầu vào một cái ổi phát bắt đầu. Dò gà cho hậu làm gì đây? Quá đáng tiếc cho hậu. Quá hay cho cái chân của hậu. Một pha quá cảm giác của Khánh Mơm. 7-5. Quá hay cái giò của hậu vừa rồi, quá cảm giác. 6-7. 8 điểm tới nha các bạn. 6-7. Hậu ơi, mở mai hậu ơi, không thôi mình đi ra khơi. Hay quá hậu ơi, cơ hội cho hậu. Giò gà. Tay 7 đều. Tay công chuyện rồi. 7 đều. Giải cuối cùng quyết định ai sẽ vào bờ. Lợi thế đang nghiêng về cho hậu cầm phong bắt. Hậu ơi, giò gà. Nín thở chờ xem giò gà. Quá hay. Quá hay cho hậu. Quá hay. Quá hay cho hậu. Hậu đã vào bờ quá an toàn.
Ninh Thơ hồi hộp quá hay cho hậu ơi. Đây các bạn nhìn kỹ nhung nhan của hậu đi. Ai tới sân làm cho bàn hậu sẽ tiếp hết. Đầu dò một cái ổi phát ban đầu, ai đến đây hậu tiếp hết. Xin mời các bạn xem tiếp xét thứ hai nha. Không không, tới công chuyện với hậu rồi. Quá hay cho cái giò của hậu. Chết đi hậu ơi, quá hay. Bông tốt luôn, không hiểu thôi. Thật sự những cú trả đồ của hậu quá ghê. Một không, hậu có những cú đá má ngoài rất khó chịu. Một không, đáng tiếc cho hậu bóng ba đồng hai. Một đều. Một pha trả đòn quá hay của hậu. 2-1. Đây là set thứ hai nha các bạn. Các bạn nào thấy hay nhớ share và like và share kênh YouTube của Đại Lâm. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Dò gà cho hậu làm gì đây? Một pha có phần may mắn leo về lưới qua bên kia của hậu. 3-1. 3-1 rồi. Đáng tiếc cho hậu phát bóng không có lưới gì rồi. Hai ba. Quá hay, quá ghê cho hậu. Có lẽ thì cánh mâm đang tột dốc rồi. 4-2. Các bạn thấy cánh mâm như thế nào? Đánh kỳ solo, đánh tay, phát bóng như thế nào và đầu dò như thế nào? Cánh mâm cũng rất năng khiếu các bạn. Cú sở trường má ngoài của hậu không thành công gì rồi. Hậu có cái má ngoài sở trường rất ghê. 3-4. Quá hay, dò gà cho hậu. Quá hay, quá đáng tiếc cho hậu. Ủi ra bờ lưới luôn rồi. 4-0. Có vẻ như Khánh Mớm và hậu đang bị tuột sức rồi các bạn ơi. Thì tại bây giờ trời đang chuyển mưa âm u, chớp nhá tùm lum tá la rồi. 4-0. Trời đang nhiễu hạt mưa luôn rồi. Bốn đều. Năm bốn nghiêng về cho Khánh Mâm. Một pha phát bóng quá khó của Khánh Mâm gì rồi. Và cái chân của hậu không được tốt. Đáng tiếc cho Khánh Mâm phát bóng không có lưới. Trời đổ hạt mưa rồi các bạn ơi. Tới rồi. Năm đều. 8 điểm tới rồi nha. Năm đều. Trời đang chớp nhá mưa rồi các bạn ơi. Dò gà cho hậu. Đang tiếc một pha bóng quá đơn giản, hậu ụ vô lưới rồi. 6-5. Lộ bộ vô đây hay vậy? Sát bên này chú ngã ba cái khách sạn công quốc mấy lầu cơ không theo mình đặt. Hiểu rồi. 7-5. Bảy năm.
Dò gà cho hậu làm gì đây? Đáng tiếc. Đang giằng co qua lại pha bóng này. Sáu bảy. Sáu bảy. Cơ hội vẫn chia đều cho hai bên. Sáu bảy. Quá hay. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Khánh Mâm đã trở lại. Quá hay. Thật sự đầu dò một bá đổi hai bên quá hay. Xin chúc mừng Khánh Mâm. Các bạn thấy nhé, share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi.